À, kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Đạt để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn cũng như là phôi luôn nha quý vị. Mai tàn bự bự không à quý vị ơi. Gốc bị gì đây? Quả sao là xa ha. Lát nữa báo giá sao nha quý vị. À chào em. Dạ em chào anh Tấn à. Chào chú các bác đang theo dõi trên kênh Mai Vàng Quay Dừa. Dạ em tên là Đạt, em ở 12 xã Hưng Lễ, dòng trong Bến Tre, số điện thoại em là 0367 81563, đó là số Zalo luôn nha chú bác. Dạ hôm nay em có lên 12 cái cây mai, trong đó có 10 cái khô với 2 cây mai tàn. Em xin Zalo của chú bác, hình thức ship của em là 10 cái phôi thì em ship toàn quốc, 2 cây tàn em xin ship 200 kg cho chú bác. Rồi 2 cây tàn là mình cây tàn chơi Tết đó chú bác. Rồi mình vào mã số 11 là một phôi tứ quý ha. Mã số 1 tứ quý. Từ 1 tới 4 là tứ quý nha. Rồi. Cô chú anh chị. Rồi. Cao 40. Rồi 40 cao. Cao 40. Hoành. Hoành vị trí này là 39. Rồi, chính xác. Để em nói đó. Rồi, tổng thể em nói đây. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ cái này em bán 1 triệu 9 em bao ship toàn quốc cho các bác nha. Rồi, xuống cây luôn, mã số 1. Rồi mã số 2 tứ quý luôn. Rồi cắt chừa nhánh bay luôn. Quý vị không chơi nhánh bay thì cắt cũng được ha. Chơi... Rồi mình cao là 59. Rồi nhánh bay là 27. Rồi hoành em đo ngay vị trí là 27 luôn. Rồi củ đế nôm. Rồi em đo củ cái củ của nó là 50. Rồi giao luôn nhiêu đây? Dạ em bán 800. Rồi xuống cây luôn. Mã số 3 tứ quý luôn. Cao luôn. Cao là 83. Hoành vị trí này là 24 nha các bác. Rồi 24. Chân cành dưa ghép luôn các bác ơi. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ em bán 800. Rồi xuống cây. Rồi số 4 luôn. Chuẩn bị ra. Đây mã số 4 đây quý vị ơi. Tử quý dán bài. Thân lắc lắc luôn. Rồi chiều dài em nó. Dài em nó là 1m để 09. Để hướng đó luôn nha Đạt. À quý vị thân nó lắc luôn nè ha. Đây. À đường thân nó lắc luôn ha. 1m 09. Rồi em nó qua hướng này. Dừng hướng đó luôn. Đây theo hướng này, bên hướng này thì cũng thấy hướng cũng lắc theo mà men đường này cũng có lắc luôn ha quý vị. Đó. À, cây dán bay mình có cái rễ chịu để gỉ đầy đủ nha các bác. Chịu rễ trường lên lâm ha. Dạ. Chịu gỉ hay vậy ha. Chòm nha, 31 ha. Quanh vị trí này 31. Là chiều dài của rễ 44 nha các bác. 44. Dạ. Này trong đâu cho cái chiều dài của bầu này chắc bầu chắc học xoài đây ha. Rồi, chiều dài của cái bầu là 65. Rồi, 65. Rồi, giao luôn cái này nhiêu đây Đạt? Dạ em bán giá là 1 triệu 9 em bao ship toàn quốc cho các bác nha. Rồi, mình xuống cây luôn. Rồi. Hết tư quý rồi. Tới mai vàng quý vị ơi. Mã số 5 là một cái phôi mai vàng xù. À, dáng siêu. À, rồi, cho chiều dài em nó luôn. Rồi, siêu. Rồi, dân. Hoành vị trí này là 43, lỏng cái cao 43. Rồi, này cho hoành hai vị trí đi. Vị trên cục xù. Em đòi sát này đi. Rồi, này là ngay chỗ vị trí cổ. 39. 39. Rồi, ngay cục xù bự chỗ này là 42. 42 có hơn. Rồi, trên cái cổ trên đây. Dạ em đo cái cổ. À vị trí luôn ha. 25 ha. Rồi em đo cái dốc ngọn đây các bác. Ngọn còn nhiêu đây? 22. Rồi. Cái chậm chậm cho quý vị xem. Chậm chậm đây. Quý vị mình xem ha. Đó, nguyên cục xù nó quý vị. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Em bán 5 triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 6.
tổng tăng vô. Từ mã số 5 trở về sau là mã vàng như quý vị. Cao mà là 1,5 m tổng thể đó anh. Rồi, tổng thể 1,5 m. Rồi, qua anh em nói luôn. Rồi, wow, em đo ngay vị trí này là 38 các bác. Rồi. Rồi, báo giá luôn đây. Dạ, cái này em bán 2,4 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, cho số 7 lên luôn. Rồi, mã số 7 đấy nồng cộng to không ha. Rồi, chiều cao. Cao là 1,7 m. Rồi, 1,7 m. Hoành vị trí là 34 đúng không các bác? Rồi, chính xác. Để đẹp quá ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ, cái này em bán là 3,5 triệu các bác ơi. Rồi, đây quá xa đẹp nè. Rồi, xuống cây. Rồi, lên số 8 luôn. À, số 8. Ở số 8 mình có chiều cao là có 2,3 m có hơn quá. Rồi, 2,3 m có hơn luôn nha quý vị. Trên có tay cạnh, số tay cạnh ở trên ha. Rồi, để em nói đây. Rồi, Hoành em đo ngay cái vị trí này là 36 các bác. Rồi, 36. Rồi, chính xác. Rồi, báo giá luôn đây. Dạ, cái này em bán là 2,8 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 9. Số 9 ha, mình gần dưới ha. Rồi, cho chiều cao luôn. Mình cao cũng 2,3 m có hơn. Rồi. Cái này các bác nào có ý tưởng chơi cây tầng dù thì mình cắt bỏ khúc ở đây hả? Bỏ khúc ở đây. Mình chơi nguyên cây dù, cái đế này là cái đế tầng dù đây, quý vị đây nè. Mình máy nó gần hết sức gần không? Đó. Gần rồi gần mà dặn nó ha. Đế này cũng hay quá nè. To nôm luôn. Mình vị trí này là 40 đúng nha các bác. Rồi, 40 đúng luôn. Để đều ha. Nguyên hoành nè. Này là khoái hoành đế. Cái cũ nè. Cái chỗ này vậy. Đó vậy. Đang 101 luôn á. 101. Cũ này cái đế đẹp ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Quá. Dạ, cái này em bán giá là 4,7 triệu, em bao ship cho các bác nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 10. Số 10 quý vị ơi. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Số 10 mình có chiều cao là 1,8 m. Rồi, 1,8 m. Dạ, cây dữ ha. Đây có cục. Có bệ viên ha. Dạ. Rồi, cho anh cái hoành luôn ha. Đo trên đó 33. Rồi, mình đo cổ dưới đây coi. 39. Rồi, chiếc xe chậm chậm vòng như nó cái gì. Rồi, dừng mặt này cái anh coi. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ, em bán là 4,8 triệu, em bao ship. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, ra cây 28 hả Đạt? Dạ. À, mã số 11 cây mai tàng. Mình có chiều cao là đây 1,5 m. Ước lượng nó là khoảng 4 m có hơn anh Tấn ơi. Rồi, chắc là 4 m hơn chắc rồi ha. Dạ. Tán ngang em. Tán ngang đây 1,5 m. Tán ngang cũng tầm 3 m ha. Dạ. 3 m trở lại đi ha. Dạ. Vậy cho chắc đi ha. Rồi, đường thân từ trên xuống quý vị mình sáp lại gần ha. Cái chậm này biết đây.
giáo vườn bông chùm từ bãi chín cánh rồi, bãi chín cánh hang đường dạ. Thân quý vị xem kỹ tay cành ha quý vị. Rồi, từ từ mình kéo ra xuống nè, đó tay cành nó đó ha. Thoát thân như đây Đạt. Dạ, thoát thân vị trí này là 25 anh Tấn ơi. 25. Rồi xíu nữa mình vô hoành nha quý vị, Đạt cứ ngồi đó nha. À, nút nụ nó đây quý vị ơi. Cái này bông đẹp lắm, à. Bông chùm bãi chín cánh các bác ơi. Nút nụ nó không quý vị, bộ bự không đây ha. Đặt hết trơn quý vị, đâu cũng vậy nha, chứ không phải chỉ có cái nhánh ngay cho cái tay mình ha. Đó, nút nụ bự bự ha. Đặt hết trơn nha. Nút nụ này là mình đúng ngày Tết luôn á, em mới tức lá hồi ngày qua. À, cái thân cái mình nó bị gì đấy hả ta? Dạ, bị gì? Ông mình cũng không hiểu luôn ha. Dạ. Nó vậy đó. Đó, chó Hoành Đạt ơi. Cái mình nó bị vậy quý vị. Mình cũng không báo gì nha. Hoành vị trí này là 51 quá ơi. Rồi, chính xác 51. Có cái mình lạ lạ. Rồi. Đó, tổng tổng cái hoành rễ nè. Rễ này chắc dạ. Gần 2 mét đi ha. Nó nằm ở trong học. Cái chiều sổ nó là khoảng 2 tấc mấy á, để em đo luôn. Sổ của nó là 29 quá ơi. Trong học là giống trong nằm trong lưu vậy đó hả? Nó nằm ở trong cái bồn mà ta xây á. Nó nằm đây mấy chục năm rồi. Rồi, còn cái nào quý vị thấy cái độ nôm nó xuống nè. Dạ. Ha. Qua đây nữa nha. À, để anh đi qua bản nha luôn. Bên đây mình có mấy cái rễ. Nó có cục nè, đây gì đây? Gọi là sù trứng đây đây ha. Cái gì đây nè? À, anh Tấn. Ừ. Cái gì một số nhiều lắm. Nó là sù trứng đó. Dạ. Cây dễ khỏe lắm, để cái nó mắc là nhóc đó. Rồi, kéo lên xíu nha quý vị. Bên đây cũng có trứng nè, mấy chỗ. Còn trong mình nó thì nó vậy vậy đó. Thành xu vậy đó, mình không biết cái gọi là gì nha. Đúng rồi, mình chỉ hỏi cho các bác. Lúc này luôn. Ở trên đó là gì? Đây là 46 đúng không? 46 ha. Dạ, mình nói là 50 cách khoảng gan tài đó ha. Dạ. Rồi, nè. À, em đâu có được kính bầu luôn. Rồi, đường kính bầu nhiêu đây? Đường kính bầu của em nó là 90 đi ha. 90. Rồi, 90 ha quý vị ơi. Đây, cục lên đây, ngay cục lên đây. Cục nè. Ha, đây nè. Lên mấy cục luôn nè. Cái này giao lưu nhiêu đã? Dạ, cái này em giao lưu 48 triệu, em bao ship 200 km cho các bác nha. Rồi, 48 dạ. Triệu ha. 48 triệu bao ship 200 km. Cái này em bao bông với các bác là bao bông chơi Tết. Tại mình tức lá ngày hôm qua. Và là giờ các bác là chơi Tết năm nay là linh đình luôn. À, thấy không? Quá xa nút nụ ha. Rồi, mình qua cây mới luôn. Tiếp theo. 12. 12. Mình cao cũng 4,5 mét anh Tấn ơi. Ờ, cao cũng tầm cây hồi nãy à, nhưng mà tán này rộng hơn ha. Dạ, tán này ở đây là 1,5 mét nè. Rồi. Cũng cao 4 mét có hơn luôn á. Cũng cỡ đó ha. Dạ, 4 mét đó các bác. Tính 4 mét đi em ơi. Dạ. À, quý vị thấy cái tàng nó rộng hơn cây kia nha quý vị. Cây này em cũng bao bông các bác là từ 7 9 cánh ngay. Rồi. Bông chùm đẹp đặc. Dàn xương quá xa ha. Dạ. Đây, mấy cây này nó nằm trong học của đại gia, thành ra em ra vô em rạ mua cũng lâu rồi, em biết cái mặt bông của nó. Rồi, dàn xương nữa nè. Dạ. Rạ nay hồi từ nhỏ tới giờ mới mua được cái cặp này hả em? Dạ, rạ nay mấy tháng rồi bác ơi. Cũng rạ hoài luôn rồi mới mua được mấy cây này. Rồi, cho thoát thân Đạt ơi, nhánh nhất đầy to ha. Dạ, thoát thân là 30. Rồi, hoành luôn. Rồi, hoành em đoán ngay cái vị trí này là cái cổ tài xuống đây. 51 đúng rồi các bác. Rồi, cây kia cũng 51 này 51 luôn. Rồi. Đúng là ăn cặp ha. Cặp dạ. Rồi,
Đây cái hoành đế mình có để một cọng thước dây đây. Hoành đế chắc cũng cỡ cây hoành đế nãy luôn, cũng 200 y như cây nãy luôn ha. Để bắp tay, bắp tay quá. Rồi, tay của Đạt bự lắm nha quý vị. Em tới 85 kg lận. Đó. Còn ông chủ kênh 40 kg. Đạt nó bự, tay bự lắm nha quý vị. Mà cái rễ này cũng bự luôn ha. Nãy Đạt để cho quý vị so sánh cái tay của Đạt á, 85 kg mà cái rễ nó cái này bự hơn gần bằng cái tay luôn. Cái này rễ khỏe, để cám khỏe, để cám ra thì quá trời luôn. Bấn là cắt dưới đây là để đặt luôn. Ở dưới là đặt luôn hả? Dạ, các bác về trồng cây này rất khỏe. Em bao sống bao ship cho các bác nha. Bao ship 200 cây. Còn Đạt qua bánh ơi mới góc hướng đối diện anh kia Đạt. Cái gì? Cái cây cũng so sánh với Đạt cũng khá là to ha quý vị. À, cái này giao luôn như đo cái bầu em. Dạ đừng kính bầu cho bác tham khảo cái này. Đừng kính bầu. Đấy, bầu kia 90 này nhiêu? Cái này là 85. 85 hồi thì tính 90 luôn đi. Cũng 90 nè, đây nè, 90 nè. Rồi ra tới phủ bì 90. Dạ. Giao luôn nhiêu em? Dạ cái này em giao giá là 37 triệu bao ship 200 km cho các bác nha. Rồi đế thì nãy quay cũng quá kỹ rồi nhưng quý vị giờ mình kéo lại phần tay cành nha quý vị. Tay cành nhất đây ha. Cành nhì nè. Cành ba bên đây ha. Xem mấy cái nút nụ nó lại không đó. Có, mà nút nụ cao quá mới dạ. Sao đây ha. Đây đây đây. Đây số nút nụ nè. Rồi cứ kéo xuống nha. Dạ. Tham khảo dài nút nụ thôi. Nụ nhiều lắm nè. Đây. Nút nụ nó quý vị. Bông này là bông chùm là cái chắc luôn á. Em cầm nè, nó đặt cầm. Bông chùm là cái chắc luôn á. Đây quý vị. Quá xa nút nụ ha. To to luôn ha. Nút nụ này là lãi là đúng là cái dịp Tết nha các bác. Mình báo giá cái này chưa vậy? Dạ cái này em báo giá là 37 triệu, em báo ship 200 km. Rồi 37 triệu ha. Dạ. Còn quý vị chốt cặp thì giá hữu nghị thôi xíu nữa ha. Dạ đúng rồi. Quý vị là có chốt cặp thì mình có thể giảm tiền ship xíu. Dạ dạ dạ. Rồi quý giáo mình đến đây là kết thúc rồi quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào cái alo trực tiếp cho Đạt nha quý vị. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi quý vị nhớ bấm thêm cái phần báo hiệu cái chuông rung rung có chữ tất cả để mình kịp thời nhận được thông báo sớm nhất nha quý vị, để mình chọn cây ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.